Một câu hỏi Phật tự hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca mâu Ni Phật Bạch Thầy con có câu hỏi mong Thầy giải đáp Con tên là Nguyễn Thị Mai Hiện là tại con đang ở thành phố Hà Giang Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 Và con có thỉnh một quyển kinh địa tạng về nhà đọc Nhưng con đọc không được đều Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi Thầy Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996 sinh vào 2 giờ 30 phút được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi trời ơi, xin thưa các quý vị thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy á trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái cái ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy trên thế giới này cũng có gì? Có người nam và cũng có người nữ chết. <laughs> người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà. Trên thế giới chúng ta. Một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây. Một giây phải có gì? Có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới thì tránh làm sao được nó bảo là à, nói là trùng với cháu sinh ra trùng giờ với với một người đàn ông chết vô lý đùng đùng ra cái ông thầy vớ vẩn à, đây là biết là gì ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi thôi đừng có tin cái chuyện đấy à, nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế nếu bảo do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy giờ ấy năm mấy tháng ấy thì họ không cục cằn với cháu thì sao tính tình ở đây là gì do cái nhân quả do cái nghiệp uh, uh, nghiệp báo của nó gì gieo chồng thì nhờ nhiều, nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy Thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì mà sinh ra cái cái uh, nghiệp như thế nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi không đúng với uh, uh, người đệ tử của Phật học Phật phải nên biết vậy và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. À, kính hỏi thầy á, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh địa tạng thôi. Nhất tâm tụng kinh địa tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh địa tạng thì tốt. Đúng. Bảo cháu nó chép kinh địa tạng, chép xong ấy. Nhất tâm lúc chép là phải đánh răng rửa mặt, rửa tay, à, quần áo cho sạch sẽ đi bắt đầu chép. Chép cho ba quyền kinh địa tạng. ừ chép xong để lên chân trên, trên ban thờ nhà mình mà để gì để 100 ngày xong đó thì đem đến chùa để gì mình lễ xong rồi mình đối trước phật xong mình xin hóa âm đi tức là mình tụng bát nhã mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi Thế được chép xong mình hóa đi hoặc là chép xong để gì để cho cháu nó đọc cũng được thế thì được tùy theo nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ À, linh tinh á, thì có thể mang đến chùa mình nhé lễ Phật xong rồi tụng bát nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. À, thế cũng tốt, không sao. À, bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc à, để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. chứ không có phải à, người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, trả được cái gì đâu. À, câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên để chúng ta theo chị thì ở trên thì nó bảo là gì ạ bị duyên ám ma ám sinh vào giờ xấu dưới thì bảo khuyết đường duyên cháu cũng hoạt bát duyên dáng và năng động Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai <laughs> sinh năm 98 còn ít tuổi mà à, con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ đây cứ tụng kinh địa tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu thì cùng chép kinh địa tạng nữa và nó đọc được kinh địa tạng nó tốt nhất và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Ừ.